Bộ ra đây nó không nói gì buồn quá. Im 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 nó làm cái gì vậy? Nó không nói chuyện với mình, buồn hiu à. Chả nói chuyện gì với mình. Lo chơi game không à. Buồn ghê luôn á. Không nói chuyện của mình luôn, khinh dễ mình ghê á. Buồn quá. Buồn quá. Bố con không nói chuyện mình buồn quá. Ra đây nó tập trung nó chơi game không, tao buồn ơi là buồn ấy. Không nói chuyện mình luôn. Buồn quá, sao giờ? Không ai nói chuyện mình, buồn. Ra đây nó ngồi ghế nó chơi game suốt, nó không nói chuyện mình luôn. Khóc luôn á. Buồn, không ai nói chuyện mình buồn quá. Ra đây nó không nói chuyện mình luôn, buồn quá. Nó coi mình như người lạ. Buồn quá. Buồn khóc luôn á. Buồn quá. Chắc khóc quá. Chịu hết nổi à. Buồn quá, chịu hết nổi. Bọn không chơi với mình luôn. Buồn quá. Không đếm xỉa tới mình luôn.
Buồn quá. Không ai chơi mình buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Lớn rồi mà còn mắng tả nữa hả? Mắng tả nữa hả? Bố mắng tả nữa hả? À bố. Nó mắng tả. Lớn rồi mà còn mắng tả gì? 4 tuổi rồi còn mắng tả nữa. Nó cái đái hả? Nó còn đá dầm á mà. Bố nó không chơi mình buồn quá, biết sao đây. Nó ra đây nó không thèm nói chuyện với mình luôn. Nó chơi game khống à. Buồn quá.